đâu nè. Pháp đi. Đây em thấy là bạn này đang lấy những cái đơn khoai lang để đi giao nè cả nhà. Bỏ vô trong một cái rổ ha, những cái bịch khoai đã được cân sẵn ha. Và bây giờ bạn này đi ship, có lẽ là ship cho những anh chị gần gần ở đây, gần gần với số 5 Đoàn Thị Điểm. Ký khoai lang ở shop 200 ký ở trong và 200 ký ở trước cửa, rất là nhiều rồi nha cả nhà. Đây cô chú anh chị, chị khán giả này tới ủng hộ 4 bịch luôn. Ủng hộ 4 bịch hàng luôn. Chạy ra đây. Đúng rồi, chị đây này tên ủng hộ Hồng Loan. Bây giờ chị hỏi đường về nha. Chị từ Bình Dương, chị từ Bình Dương xuống. Chị về Bình Dương đó rồi, mình chỉ đi đường nào là tiện nhất. Ủa chị đi Bình Dương hả? Bình Dương giờ thì đường nào tiện? Đi thẳng, nếu mà hai đường đường nào cũng được, nhưng mà bây giờ chị đi thẳng luôn, chạy hoài luôn nha. Ôi, chạy lên tới đường Cộng Hòa ngay chỗ đường Trường Chinh đó, thẳng lên trên đó luôn, rồi có một cái cầu vượt đó, cái cầu vượt nghĩa là cầu vượt thôi. Mình chỉ ra sân bay đi là chị biết đường về rồi. Đi sân bay luôn đó, hướng tới sân bay luôn. Chạy ra đây là đúng không? Dạ, đi thẳng luôn. Chạy ra đây là chạy thẳng tới đúng rồi, đúng không? Ủa chị đi bán cái gì hả ta? Từ Bình Dương chị chạy xuống đây để chị mua ủng hộ chị Lan. Cái này hả chị? Phải cái này nè, con này cô đồ của em chị nó rồi. Có ủng hộ chạy cuốn khoai lang không chị? Không, mua chạy cuốn khoai lang, mua cái này mấy đứa nó thích ăn. Chị à, chị mua đồ ăn vặt. Mua bánh xay không chị? Bánh xay không? Ôi trời, cái xe của chị thấy thương quá. Quá trời. Wow, cua kìa. Ngoài đó mà cua ghẹ gì đã quá. Bà Hồng Loan này nè. Ái mộ vô đây gặp Hồng Loan nói với Hồng Loan giùm bả. Trời ơi, vậy nãy giờ chị vô chị nói Hồng Loan vậy. Không có gặp đâu. Vậy chị có lời gì gửi cho chị lo. Bây giờ mình nhắn gửi đi. Rồi, nhắn gửi chổng rồi. Phải gửi lên đây luôn. Gửi tụi em đi, tụi em chia sẻ cho khán giả rồi. Đúng rồi. Gửi như vậy đó là nhắn nha mấy chị ở ngoài Bình Dương á là thương Hồng Loan lắm. Dạ. Bởi vậy là chỉ đi, chị chạy thẳng ở đây đúng không? Dạ, mình phải đi vòng cái con lương chị. Con lương mà không chị. Rồi mình phải đi vòng con lương trở lại. Rồi, chạy rồi. Bye bye chị. Thương Hồng cả nhà. Từ Bình Dương ha, yêu thương Hồng Loan xuống đây ủng hộ. Gặp Hồng Loan mà không gặp Hồng Loan thì nhắn gửi. Không biết nhắn gửi gì cả nhà, chị rất là ngại là chị không có chia sẻ nhiều. Quá quý luôn cả nhà ơi. Chào mừng rất là nhiều cô chú anh chị đến. Xe đề đó có người coi rồi anh. Mua đồ của đi Hồng Loan rồi đó. Quá trời, cô chú anh chị tới thì thì cả nhà ơi, hiện tại em thấy anh Chánh anh đang soạn ha giấy cho mấy anh xe rác nè, cho mấy ảnh kiếm thêm thu nhập.
cho vui vui ha cả nhà. Quá trời giấy luôn, quá trời thùng giấy luôn. Ở trước nhà thì cả nhà thấy là còn mấy bao khoai lang. Trưa giờ thì mấy chị em, anh em tụi em đi quay anh Linh tới chị Bích Trâm đó. Thì thấy cô chú đến một khoai lang cũng rất là nhiều ha. Tại vì sáng này nhập Hồng Loan nhập tới 400 kg hả? 400 kg khoai lang. Thì hiện tại trước cửa thì em thấy còn là một bao mấy nè, một bao là 50 kg, như là một bao gần một bao rưỡi, khá là nhanh ha nhà. Hồi trưa này thì khi mà Hồng Loan livestream á thì bán rất là nhiều khoai lang luôn, mấy trăm ký luôn á nhà, rất là vui. Hồi trưa này khi mà livestream á thì có chị Ni like nè, anh Nguyên Vũ nè, và anh Linh Tý, chị Bích Trâm. Mấy anh chị live chung với nhau rất là vui luôn, và bà con vào ủng hộ cũng rất là nhiều. Hôm nay thì anh Linh Tý, chị Bích Trâm gieo duyên đi phát những cái phần nuôi xào bò ở tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình quận 5, đường Trần Hưng Đạo đó nha. Phần nào thì anh chị cũng gieo duyên phát cho bà con những cái phần ăn trưa rất là ý nghĩa luôn. Thì chị cũng, chị Bích Trâm cũng có chia sẻ là chị đang có giống như là cái MV của chị, anh chị ra, ba anh chị á, ba cặp anh chị thì cũng rất được sự ủng hộ của cô chú anh chị, và chị đang chuẩn bị ra hai cái vở kịch nữa ha. Và mong rằng cô chú anh chị mình ủng hộ cho anh Tý và chị Bích Trâm. Chị nói cố gắng để dư dư ra một xíu để mỗi tuần đều có làm những cái phần ăn để tặng cho mấy cô chú ở những cái bệnh viện ha. Cô chú như là bán vé số nè, xe ôm nè đó. Những phần ăn tuy nhỏ nhưng mà một miếng khi đói bằng một gói khi no cả nhà. Thấy là bên trong thì chị mới chỉ đang tiếp tục, chị nhân viên mới chỉ đang tiếp tục phân những cái đơn khoai lang, giải cứu khoai lang nè. Chị và cái bạn nữ khá là dễ thương nha. Thì như bạn đó là con của chủ vườn khoai lang đó nha. Thì hai chị em đang phân ở bển kìa. Chạy xe quá cả nhà ơi. Ở hẻm thì số 5 thì xe chạy cũng là ít hơn ở dưới số Bun Bun. Hồi nãy khi mà tụi em về thì nghe số Bun Bun thì nhìn vào thì rất là đẹp ở nhà. Cũng có một vài cô chú mua đó. Thì hiện tại thì cũng còn rất là nhiều khoai lang. Cô chú anh chị mình ai mua khoai lang thì đến ủng hộ Hồng Loan nha cả nhà. Cũng như là những món đồ ăn vặt ở shop nha. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn rất là nhiều. Đó, một bịch 5 kg ha, bạn này lấy ra để phân chia. Cũng có thể là bà con mua 1 kg, 2 kg, 2 kg ở nhà. Hồng Loan là ship từ 2 kg thì sẽ đi đơn, và mua nhiều thì sẽ có giảm giá nha cô chú anh chị. Ở nhà có mua thì ủng hộ Hồng Loan nha cả nhà.